Anh thấy cái kênh này có ý nghĩa giúp Trung mở đường cho Trung kiểm soát biển ở khu vực Vịnh Thái Lan không? Vì em thấy bảo Trung nó đang cho cam à, cho được cam cho hải quân đóng ở cảng quân sự này không? Thực ra Trung Quốc nó không cần đến mức độ đó, nó chỉ cần thằng Cam phụ thuộc kinh tế vào nó thôi, xong nó đứng ngoài nó giật dây. Chứ còn Trung Quốc nó không chơi theo cái bài của Mỹ. Các bạn nên nhớ rằng thằng Mỹ là cái thằng đi khai phá, tạo ra con đường riêng để nó đi, nó trở thành cường quốc. Bây giờ nếu như Trung Quốc cũng thực hiện đi theo con đường của Mỹ thì Trung Quốc chỉ là ở đằng sau bã mía thôi. Các bạn thấy nhá, bây giờ các bạn thấy này, trong cái trường hợp của Israel ấy, bây giờ một loạt các cái nước phương Tây trước đây nó ủng hộ Israel, nhưng bây giờ nó quay ra nó phản đối Israel, nó cho rằng Israel đang xâm lược Palestine, nó ủng hộ Palestine, nó yêu cầu Israel phải dừng ngay cái việc tấn công vào thành phố Rafah ở dải Gaza, thậm chí nó yêu cầu tòa án ICC ấy, là còn ra lệnh bắt thủ tướng Netanyahu của Israel. Tại sao lại như vậy? Chính sách nó đã thay đổi. Trước đây là nó chuyên đi xâm lược, chuyên đi xâm chiếm, thằng nào không thể xâm chiếm bằng chính trị thì nó xâm chiếm bằng quân sự, thằng nào mà nó không thu phục được bằng sức mạnh mềm thì nó giã bằng sức mạnh cứng. Nhưng giờ đây đấy, cái con đường đấy đã lạc hậu, nó bắt đầu biết thế nào là chính nghĩa, biết lắm chính nghĩa để ra lệnh chư hầu. Một thằng có tiền lại còn nói chuyện đạo lý nữa thì không thể nào mà thế giới không nghe được. Cái câu chuyện là thằng Mỹ đấy, bây giờ là nó bắt đầu làm sao, nó bắt đầu là xoay cái trục. Trước đây là nó sử dụng sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế để ép các nước khác phải nghe, nhưng bây giờ nó sử dụng sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế nhưng phải dựa vào chính nghĩa, nói lời đạo lý làm cho các nước nghe, nó thay đổi rồi. Thế nhưng mà ông Nga thì lại đi theo nó đánh Ukraine để tạo ra ảnh hưởng của riêng mình, là bị nó bao vây cấm vận mà không nước nào ủng hộ được. Bây giờ Mỹ và phương Tây ra sức cấm vận Nga, một trong các cường quốc lớn, thế mà không có nhiều đồng minh dám lên tiếng để phản đối cái này. Ví dụ nó cấm vận Triều Tiên, cấm vận Cuba, cấm vận Venezuela hay Iran thì không phản đối, nó chuyện bình thường. Nhưng cấm vận hẳn Nga, một điều chưa từng có trong lịch sử, thì cái đấy là cái mà thằng Mỹ đang thắng, bởi vì nó nắm chính nghĩa, nó biết được cái lợi của chính nghĩa, mặc dù trong đầu nó có chính nghĩa không không quan tâm. Là chúng ta mới thấy được là Nga đang đi theo Mỹ để theo voi ăn bã mía thôi. Thằng Trung Quốc thì nó tỉnh hơn, nó không chơi cái trò ấy. Thằng Mỹ nó có thể tạo được ảnh hưởng toàn cầu bằng các căn cứ quân sự. Bây giờ thằng Trung Quốc nó không cần phải các căn cứ quân sự, mà thay vào đó là các cái bẫy lợi, thay vào đó là sự phụ thuộc vào kinh tế. Mày mà cứ phụ thuộc vào tao, tao bắt mày chết mày không sống nổi, cần gì phải đánh. Sức mạnh trên cái thế giới này nó có hai loại sức mạnh: một là sức mạnh của lẽ phải, hai là sức mạnh của đồng tiền. Trung Quốc nó bây giờ đấy, nó vừa khôn khéo để tìm kiếm lẽ phải trong từng câu chuyện, nó vừa sức mạnh của đồng tiền nữa. Có như vậy thì nó mới có thể cạnh tranh được với thằng Mỹ, cũng sử dụng sức mạnh và sức mạnh của kinh tế và cái đạo lý. Nhưng các bạn thấy được là sự chuyển biến của suy nghĩ của các cái chính sách lớn, là thằng Mỹ nó không ham đi tấn công, kể cả là Houthi khiêu khích nó như thế, nó không dã vào Yemen, Iran liên tục khiêu khích nó như thế, nó cũng không tấn công vào Iran. Thay vào đó là gì? Là chỉ phản ứng một mức độ vừa phải so với những phản ứng của bọn kia, đồng thời bắt đầu là sử dụng sức mạnh bằng lời nói đạo lý thôi, không cần phải bỏ tiền nhưng vẫn ép chết rất nhiều thằng. Cho nên là thằng Trung Quốc ấy, nó sẽ không sử dụng cái kênh đào Phù La này giống như là một cái vấn đề về quân sự, bởi vì nó không dạy gì nó như thế cả. Nhưng tay vào nó sẽ ép cho Campuchia vốn dĩ đã không còn nơi nương tựa rồi, bây giờ là trở thành nô lệ của những khoản viện trợ, nô lệ của những cái chính sách kinh tế. Sau này Campuchia nó nói gì Campuchia phải nghe đấy. Và cái mà nó cần nên không phải là sử dụng quân sự để làm gì, để thao túng bất cứ ai, nó chỉ cần một cái nước giống như Campuchia nằm ở trong khối ASEAN, nó sẽ dùng Campuchia để phá toàn bộ các chính sách của ASEAN nếu như các chính sách đó có hại cho Trung Quốc, không có lợi cho Trung Quốc. Đấy, cái đấy là cái mà các bạn hiểu được về cái câu chuyện kênh đào Phù La nhá.